nên phần phát âm của chúng ta đấy thì nó sẽ có cái tháp tê. Thì cái này thì thường thường để cô đã nói là những cái kia, những cái thằng có xăng ấy, bia tiết kích suốt và chưa, mà nó là phụ âm đứng đằng trước nó thì tuy nó đơn nhưng mà sẽ đọc được đọc căng gà, đọc căng gà nam đơn nhưng mà nó sẽ được đọc căng gà giống như là âm đôi đó. Cái này thì không quan trọng ha, tại vì đôi khi chúng ta phát âm nó cũng ra cái từ này rồi nhưng mà chúng ta phát âm căng gà một tí thì nó sẽ giống hơn, cái điệu nó sẽ đi giống hơn đó. Đó là cái phần thứ nhất mà người ta cho mình biết ở phần phát âm. Và cái thứ hai là phần liếng âm thôi. À, cái thứ hai nữa là như cô nói hôm trước, N, R, N và M mà nó đứng trước thằng H này, hoặc là H mà gặp đứng trước nó là những thằng này thì H sẽ đọc lược đi hoặc đọc nhẹ đi luôn, nó sẽ không được đọc trong trường hợp này, đọc giật hai kê hoặc là nó đọc bị lắp qua luôn đó. Những thằng này lắp qua, nó lắp qua. Những thằng này mà gặp hát hoặc là hay nó cách nói cái khác là những thằng hát mà nó gặp bát chim ở đằng trước nó là những bát chim này thì nó bị đập lắp đi luôn. Cho nên chỗ này vì sao họ không đọc là bơn hô mà họ đọc là bơn nô đấy, trong trường hợp này. Và cái trường hợp này cũng nhắc nhở rất là nhiều, cái trường hợp này chúng ta đọc giống như là bơn nô đó. Và trong cái trường hợp là cô nói là năm nay cô nói là ùn he, viết là ùn he, nhưng khi người ta nói, người ta có nói ùn he, người ta ồ đè là sao biết thằng này nó đè quá ồ đè đó, coi có gì không đi, nó đọc nhẹ đi và đọc lấp đi luôn. Trong trường hợp là tiếp theo nữa, trường hợp này hôm trước cô nói rồi và nói rất là nhiều lần luôn, siut mà gặp hiết, siut sang siut hoặc là ti kích mà nó gặp thằng h này thì há những thằng này hợp trở lại kết hợp lại biến thành âm thở đó. Cho nên chỗ này họ sẽ đọc là mô thà tạ mô thèo đấy. À, nếu chúng ta phải cần tìm hiểu phát âm, cái phát âm là cái điều quan trọng nhất để chúng ta nói Maraki. À, vì sao chúng ta phát âm parum, chúng ta phát âm gì đây, ok thì người ta nghe mới hiểu và phát âm ra thì nó mới giống cái dạng như là gì đây, cái điều người Hàn người ta nghe nó rõ hơn. Nếu chúng ta không phát âm, ví dụ người ta đọc là bono mà mày đọc là bơn hô thì cái điệu vần nó khác nhau rồi, người ta nghe không rõ rồi. À, bono và gì đây ure mà mình đọc là ure nè, mình đọc biết sao mình đọc vậy, nhưng ngoài đây không có vì những cái cách phát âm và những cái biến âm như thế này. Thì bây giờ đấy cô ghi rõ ra rồi ha, tại bây giờ thì chúng ta chỉ cần việc nghe thôi. Những cái này là cô hướng dẫn lần trước rồi và có cô hướng dẫn nữa và trong bài nó có nữa, cô lại nói nữa và nói rất là nhiều lần luôn, không có gì là mới cả, cũ hết mà mình quên đó là thành cái mới. Cũ như mình không nhớ thì ra cũng thành cái mới luôn. Cho nên là cô phải nhắc đi nhắc lại, gặp là cô nhắc lại cho các bạn nhé. Rồi chúng ta đi nghe ha. Nghe lại nhé. 발음 1. 다음을 듣고 따라 읽으세요. 1. 택배 2. 우편번호
3. 못하고 2. 다음을 듣고 연습해 보세요. 1. 친구한테 택배를 보내요. 2. 우편번호가 뭐예요? 3. EMS를 보내고 싶은데요. 안에 뭐가 들어있어요? 옷하고 화장품이요. 그래, bây giờ mình nghe lại ha. 발음 1. 다음을 듣고 따라 읽으세요. 1. 택배 2. 우편번호 3. 옷하고 2. 다음을 듣고 연습해 보세요. 1. 친구한테 택배를 보내요. 2. 우편번호가 뭐예요? 3. EMS를 보내고 싶은데요. 안에 뭐가 들어있어요? 옷하고 화장품이요. 아마 ơn. Cô nhờ một bạn đọc lại cho cô Hiên đi. Đọc lại cho cô phần này đi Hiên ơi. 택배, 우편번호, 못하고, 친구한테 택배를 보내요. 우편번호가 뭐예요? EMS를 보내고 싶은데요. 안에 뭐가 들어있어요? 못하고 화장품 뭐? 화장품이. 화장품요. 아, 화장품요. Vì sao? Vì trong trường hợp này các bạn không phải liếng luôn, mà trong trường hợp nó không phải là a mà nó là ya, không phải là ơ mà nó là dơ, không phải là u mà nó là du, âm ghép đôi, và không phải là gì đây, à cái từ gì còn gì đó, a ya o yo o yo i, đó là những thằng này, không phải là ya hoặc là ya từ và e. Những cái âm gấp đôi. Khi nó gặp bát chim đứng đằng trước nó, tất cả bát chim, bát chim thì nó còn gọi là nguyên âm rồi. Thằng nào là bát chim và thằng đó là nguyên âm rồi. Thì chúng ta sẽ gắn chữ N và chúng ta đọc. Gắn những thằng này vào chữ N hết. Gắn N vào hết. Đó. Cho nên trong trường hợp này họ sẽ đọc là 화장품요. Đây là thằng này. Đó, ghi vô cô ha. Ghi đi. Gặp trường hợp nào ghi trường hợp đấy. Nó là A thì chúng ta liếng là như chữ bono này nè. Thì ví dụ như nó là A, chúng ta liếng là thằng A rồi. Nhưng mà nó không phải là A mà nó là da, là nguyên âm ghép đôi. À, nó không phải là A mà nó là da. À, nó hay lặng này. Cho nên khi chúng ta nó gặp bát chim đứng đằng trước nó thì chúng ta sẽ đọc thêm chữ N đứng đằng trước nó, giống như nhô, nha, nhơ, nhu, nhi. À, à, à. Rồi dịch cho cô phần này luôn. Câu số 1 là họ nói gì đây? Gửi giúp B cho bạn. Ừ, câu số 2. Mã số bưu chính phẩm là gì? Rồi, thứ 3. Số 3 là tôi muốn gửi cái gì quốc tế đó. Tôi muốn gửi cái gì quốc tế đó cô em quên. Mày cứ đọc là EMS đi. EMS đấy, từ tiếng Anh đấy. Thư điện tử quốc tế. Cúc chê thức cúc bù phên đấy. Ừ. Thư điện tử EMS à, hoặc là thư điện tử quốc tế cũng được, không nhớ ra thì nói EMS là được, tại vì mình gọi chung là tiếng Anh ha.
Rồi. Phía sau là gì? Cái gì? Đã bỏ cái gì vào trong? Đâu có cái gì ở trong? À đúng rồi, có cái gì ở bên trong? Là quần áo và mỹ phẩm. Ok, rồi, nghe cho cô một phần này nữa.말하기 1. 우체국에서 후엔 씨와 직원이 이야기해요. 다음과 같이 이야기해 보세요. 안녕하세요. 베트남에 소포를 보내려고 하는데요. 이 안에 뭐가 들어있어요? 옷하고 화장품이요. 일반하고 특급이 있는데 어떤 걸로 하실 거예요? 일반으로 할게요. 오늘 보내면 베트남에 언제 도착해요? 보통 4일에서 7일 정도 걸려요. 다음 주말까지는 도착할 거예요. Rồi, bây giờ cô sẽ tua lại từng câu nha. 말하기 1. 우체국에서 후엔 씨와 직원이 이야기해요. 다음과 같이 이야기해 보세요. 안녕하세요. 베트남에 소포를 보내려고 하는데요. 이 안에 뭐가 들어있어요? 옷하고 소포를 보내려고 하는데요. 이 안에 뭐가... 말하기 1. 우체국에서 후엔 씨와 직원이 이야기해요. 다음과 같이 이야기해 보세요. 안녕하세요. 베트남에 소포를 보내려고 하는데요. Bạn này nói gì đấy Hiền ơi? Là xin chào, là tôi định gửi bưu phẩm đến Việt Nam. 이 안에 뭐가 들어있어요? Bạn này nói gì đây Phượng ơi? Trong này có gì vậy? 옷하고 화장품이요. 가지. 옷, 화장품, 미 phẩm. 일반하고 특급이 있는데 어떤 화장품이요? 일반하고 특급이 있는데 어떤 걸로 하실 거예요? có thông thường và đặc biệt. Bạn muốn gửi bạn chọn cái nào? Đúng rồi, bạn muốn gửi cái nào? Có cái thông thường và cái đặc biệt thì bạn muốn gửi cái nào? 일반으로 할게요. 오늘 오늘 보내면 베트남에 언제 도착해요? Nếu hôm nay gửi thì khi nào sẽ đến Việt Nam? 보통 4일에서 7일 정도 걸려요. Thông thường mất khoảng 4 đến 7 ngày. Mất từ khoảng 4 đến 7 ngày. 다음 주말까지는 도착할 거예요. 언제 도착해요? 보통 4일에서 7일 정도 걸려요. 다음 주말까지는 도착할 거예요. Sẽ đến trước cuối tuần tới. Đúng rồi, sẽ đến trước và gì đây cuối tuần tới. Rồi. Rồi hai bạn dở trang 148 mình sẽ liền hội thoại. Hiền dịch trước rồi bây giờ mình đọc trước nha. Để có một tiếng để có một tiếng nha. Nhầm, trước khi đọc các ca cô sẽ nói lại cái phần phát âm cho chúng ta đọc cho nó đỡ phải nhìn lại ha. Chỗ này các bạn thử liệt kê cho cô ngoài cái otaku ho chân phun nhô thì nó còn những cái gì biến âm nữa không? Còn không? Còn chỗ đúng rồi, tổ chắc khe, tổ chắc khèo và tổ chắc khăn coi còn cái nào nữa?
특급이 있는데. Chúng ta không đọc là in the day mà là in the day suit mà gặp niên thì giá bán gì đây? Suit ticket đây, suit ticket nó không gặp hiên mà nó gặp thằng n này. N hoặc là m, hôm trước cô có ghi à, thì những cái thằng này nó sẽ biến thành n, cho nên là in, và cái phía sau của nó nữa là in ban nào cô, chứ không có là in ban hả cô. Đây cái thằng này là cô mới vừa nói hồi nãy à. In ban à cô, ban này nó liếm qua cái này, in ban này cái này nó liếm qua đó, cái thằng hát nó đứng sau coi như nó bị lược đi, coi như cái từ đó là không có phụ âm mà hát bị lược thì nó còn nguyên âm thôi, thì mình liếm qua in ban à cô. Cái trong trường hợp này cô mới nói này, người ta sẽ không đọc là in ban hà cô ha nghe luôn, mà là nà, in ban nào cô, nà 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 liếm qua, in ban nà 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 cô. Thư cứ bi còn gì nữa không hả? Chưa à, như bao nhiêu đấy thôi. Rồi để chúng ta đọc thì bây giờ nghe những cái điểm mà cô nói lúc nãy để mình nghe sơ qua một lượt để mình để ý à. Hồi nãy là dịch rồi nhưng mà bị để ý. À, nghe lại ha. 1. 우체국에서 후엔 씨와 직원이 이야기해요. 다음과 같이 이야기해 보세요. 안녕하세요. 베트남에 소포를 보내려고 하는데요. 이 안에 뭐가 들어있어요? 옷하고 화장품이요. 일반하고 특급이 있는데 어떤 걸로 하실 거예요? 일반으로 할게요. 오늘 보내면 베트남에 언제 도착해요? 보통 4일에서 7일 정도 걸려요. 다음 주말까지는 도착할 거예요. 아, nghe được chưa? Rồi bây giờ xin 안녕하세요. 베트남에 소포를 보내려고 하는데요. 이 안에 뭐가 들어 있어요? 다고 화장품요. 인반이라고 특급이 있는데 어떤 걸로 하신 거예요? 일반으로 할게요. 오늘 보내면 베트남에 언제 도착해요? 보통 4인에서 7인 정도 걸려요. 다음 주까지는 도착할 거예요. 네, 나 라비 지지냐? 안녕하세요. 베트남에 소포를 보내려고 하는데요. 이 안에 뭐가 들어있어요? 옷하고 화장품요. 일반하고 특급이 있는데 어떤 걸로 하실 거예요? 일반으로 할 거예요. 오늘 보내면 베트남에 언제 도착해요? 보통 4일에서 2일 정도 걸려요. 다음 주말에 다음 주말까지는 도착할 거예요. Tôi chắc khăn coi vào ha. Sao cô chưa thấy chữ khờ trong đây nè các bạn. Chắc cô chưa chắc khèo thì thấy ha. Nhưng mà chưa chắc khăn coi vào thì chưa có âm khờ. Rồi bây giờ chúng ta thay vào số 2. Uzbekistan. Uzbekistan. 안녕하세요. 우즈베키스탄에 소포를 보내려고 하는데요. 이 안에 뭐가 들어있어요? 스트로우. 요. 스리요. 스리요. 좀 놀라고 가요. 스리요. 일반하고 특급이 있는데 어떤 걸로 하실 거예요? 특급으로 한 거예요. 오늘 보내면 우즈베키스탄에 언제 도착해요? 보통 4일에서 7일 정도 걸려요. 다음 주말까지는 도착할 거예요. 아, 알라 위치 전혀 모르겠네.
안녕하세요. 우즈베키스탄에 소풀을 보내려고 하는데요. 이 안에 뭐가 들어있어요? 서류요. 인방하고 특급비 있는데 어떤 걸로 하신 거예요? 특급으로 할게요. 오늘 보내면 우즈베키스탄에 언제 도착해요? 보통 3일에서 7일 정도 걸려요. 다음 주말에까지는 도착할 거예요. Này, ok, sao bây giờ hai bạn nữa ha, Quỳnh với lại Nở đi. Rồi, Nở đọc trước đi em. Ừ, Nở đọc trước đi Nở ơi. 안녕하세요. 베트남에 소포를 보내려고 하는데요. Quỳnh quên mở là Em hỏi cô em tưởng là Vâng, chị Vâng. Quỳnh. À, Ai? Em phải nghe là chị Vâng nên là em cứ đài vậy thôi. Ok, tại vì hôm nay cái giọng cô nó bị khàn, nó bị đau họng ấy, cho nên là cô nói thường thường so với ngày xưa thì các bạn thấy cô yếu yếu hơn đúng không? Tại vì cô giảm âm lượng để còn có thể nói được không sao. Còn không là không nói được không sao luôn à, cho nên là gì đây, giảm giảm âm lượng bớt xuống rồi các bạn đọc đi.이 안에 뭐가 들어있어요? 옷하고 화장품요. 입안하고 특급이 있는데 어떤 걸로 하실 거예요? 입안으로 할게요. 오늘 보내면 베트남에 언제 도착해요? 보통 3일에서 7일 정도 걸려요. 다음 주말까지는 도착할 거예요. 안녕하세요. 베트남에서 포른 보내라고 하는데요. 이 안에 뭐가 들어있어요? 옷하고. Tạm biệt chị nha. Chàng ca mai Nè. nhau, chàng ca mai nhau, chàng옷하고 화장품요. 입안하고 특별히 있는데 어떤 걸로 하신 거예요? 이반으로 할게요. 오늘 보내면 베트남에 언제 도착해요? 보통 4일에서 7일 정도 걸려요. 다음 주말까지는 도착할 거예요. đọc gì mà tốt hơn không? Đọc to to lên, tự nhiên lên các bạn, vang vọng lên như mình hát đi. Hát làm sao? Mình ở hát bài hát thường thường nhỏ hay to. Hát bài hát mình yêu thích nhất. Giống như hát bài hát mình yêu thích nhất đi. Hát to to lên cho bạn nghe hai cái giọng thì nó là giọng dẹp bưng một xô đi đấy, nhưng mà hơi nhỏ. Rồi, đổi lại vị trí mình thay vào phần 2 nha, mình thay cho phần 2 một lượt nữa. 안녕하세요. 우즈베키스탄에 소포를 보내려고 하는데요. 이 안에 뭐가 들어있어요? 서류요. 입안하고 특급이 있는데 어떤 걸로 하실 거예요? 특급으로 한 거예요. 오늘 보내면 우즈베키스탄에 언제 도착해요? 보통 4일에서 7일 정도 걸려요. 다음 주말까지는 도착할 거예요. 안녕하세요. 우즈베키스탄에 소포를 보내려고 하는데요. 이 안에 뭐가 들어있어요? 서류요. 입안하고 특급이 있는데 어떤 걸로 하신 거예요? 특급으로 할게요. 오늘 보내면 우즈베키스탄에 언제 도착해요? 보통 4일에서 7일 정도 걸려요. 다음 주만까지는 도착할 거예요.
ok, chờ để xây. Bây giờ các bạn nghe cho cô phần này nha. Hai bạn này đọc rồi, bây giờ mình dịch thử cái phần này nha. Tiki. 라은아 씨가 은행에서 이야기해요. 잘 듣고 답해보세요. 안녕하세요. 예금 통장을 만들려고 하는데요. 먼저 신분증 좀 주시겠어요? 네, 여기 있어요. 그리고 이 신청서도 쓰셔야 돼요. 네, 알겠어요. 아, 참, 체크카드도 만들어주세요. 교통요금 할인카드하고 쇼핑 할인카드가 있어요. 어떤 걸로 하시겠어요? 교통 할인카드로 해주세요. Rồi bây giờ một người phụ nữ, một người nam ha, cô tôi lại nhé.잘 듣고 답해보세요. 안녕하세요. 예금 통장을 만들려고 하는데요. Bạn nam này nói gì đây nữ ơi? Tỉnh Nam này nói là muốn làm sổ tiết kiệm. Tôi Tỉnh muốn làm sổ tiết kiệm. tôi định làm sổ tiết kiệm. Giờ 신분증 좀 주시겠어요? 네. Gì đây? Tiếp tục quỳnh. Quỳnh ơi. Hãy cho tôi xem chứng minh thư. 여기 있어요. 그리고 이 신청서도 쓰셔야 돼요. 네. Tiếng Nam nói là đây ạ. Rồi bạn nữ nói gì tiếp đây? 여기 있어요. 그리고 이 신청서도 쓰셔야 돼요. 네. 뭐 nữ nói gì tiếp đây Quỳnh ơi. Quỳnh quên mở loa. Đấy, Sao? em lại quên rồi cô ạ. Cứ cứ mở loa để đấy đi. Mình xong rồi mình hạ tắt ra, để phải mở đi mở lại. Nó không ổn. Gì đây? Xin trung sơ là cái gì đó xin Cái tờ đăng ký. à cái tờ đăng ký vậy vậy thì phải điền vào cái tờ đăng ký này.네, 알겠어요. 아, 참. 아, 또 믿고 알겠어요. 아, 참. 체크카드도 만들어주세요. 나 나나 하트 mới cái lại sao cô chết cô Chết cái từ là cái thẻ check ấy. Cái thẻ check cái thẻ mà khi chúng ta đi trên giao thông chúng ta bấm vào để tích vào để làm thẻ check cái từ cái thẻ giao thông hả cô gọi là cái không thẻ không check check gọi là cái thẻ check cái tên cái này gọi là cái thẻ check ha. mình muốn làm luôn cái thẻ đấy. 교통요금 할인 카드하고 쇼핑 할인 카드가 있어요. 어떤 chưa nghe để lại ha. Có thể만들어 주세요. giao thông và thẻ, có thẻ교통요금 khuyến mại của할인 giao thông카드. và thẻ halin là khuyến mại và thẻ giao thông của và thẻ khuyến mại của shopping.하고 쇼핑 할인 카드가 있어요. 어떤 걸로 하시겠어요? Anh muốn làm cái thẻ nào ạ? 교통 할인 카드로 해주세요. 교통카드 là tôi muốn làm cầu thông khai từ thẻ giao thông À, giải giao thông giảm giá hãy làm cho hai ly có thể hai ra rồi bây giờ trả lời câu hỏi thôi ok hết rồi bây giờ câu hỏi thứ nhất nè ra mắt xin muốn xin mạnh tư đỡ cô hẻo một tương cù được xeo một tu cù được xeo bây giờ chọn phần nào đây nở ơi trong bốn cái này mình chọn cái nào ông này ông định làm gì đây ra mắt xin muốn xin mạnh tư đỡ cô hẻo Mô tô cô đi xéo. Mình muốn làm thẻ chế khứ hạ Rồi, còn gì nữa? thừa chinh nhau hạ thừa Không. không phải Không làm phải. xin bốn chương nữa Không, không, không. Thông trang.
Thông trang đúng rồi, ổng ra đi định làm thông trang là đầu tiên là ổng nói gì đó, còn chị ta mới đòi cái xin quân chứ đúng không? Rồi câu số 2. Quỳnh ra man xin nương ô tức khe hè tệ ó xin chung chơi à tèo 그리고 아 신문 좀 줘요. 그리고 신청서는 써요. 아, 신청서는 써야 돼. 돼요. Phải đưa cái chứng minh thư và phải viết vào cái tờ đăng đăng ký, rồi các bạn ghi được đúng không? Không cần cô phải ghi ha. Ghi không được thì bảo cô ghi lên đây, nếu mà ghi được thì các bạn ghi vào luôn, khỏi cô phải ghi ha. Xin bốn chương chủ là đẻ xin chân sơ đơn sơ là đẻ. Rồi các bạn ghi vào luôn ha. Ở đây chúng ta sẽ có phần trang 149, mình có phần in kỳ hoa sư kỳ. Tam tam gửi in cô xin mùa nè đọc hề bố xẻo. Thì ở đây trước tiên cô sẽ đọc một lời cho các bạn trước và cô sẽ nhắc nhở lại phần nào có biến âm và phần nào có luyến âm đặc biệt. Còn phần luyến âm bình thường thì là cô không không nói ha. Là luyến âm bình thường thì đương nhiên có là mình phải luyến lại. À, 우체국에서는 편지나 소포 등 우편 서비스 예금 송금 등 은행 업무를 함께 해줍니다. 그런데 우체국은 우편 업무 시간과 은행 업무 시간이 다릅니다. 우편 업무 시간은 9시부터 6시까지입니다. 그리고 공용 업무 시간이 6시부터 4시 30분까지입니다. 우체국에서 은행 서비스를 이용하고 싶으면 3시 30분까지 가야 됩니다. 주말에 입출금은 하라고 합니까? 우체국은 주말에 문을 닫습니다. 그러니까 우체국 ATM을 이용해 보세요. 매일 오전 7시부터 오후 11시 30분까지 이용할 수 있습니다. 아, ở đây thì nó không có biến âm gì đặc biệt, nhưng mà nó có những cái trường hợp này này. Thứ nhất là trong cái trường hợp này gì đây, sai dông, cái từ sai dông là cả, và cái trong trường hợp này này cùng nhau, cùng nhau một mục, à, cùng nhau một mục, à, gắn vào chữ N mình sẽ đọc những cái vô, thằng này là thằng du nè, cho nên nó đứng trước một bát chim thì nó sẽ gắn N, đọc là cái gì đây, nhờ yêu nữa không, cùng nhau nhung, chữ nhung của chúng ta là cùng nhau một mục, cùng nhau một mua xì ca nữa đó, lý bình thường. Còn tiếp tục nữa là ứng hiên so bây giờ ý dông hòa cô ship phụ nhân, ý dông hòa cô ship phụ nhân chứ không có là ý dông hà cô ship phụ nhân. Đọc qua chữ hà gõ gà, vì trong trường hợp này cái thằng ngờ này để lắp qua đây cho nên là mình đọc âm yên ý dông hòa cô ship phụ nhân. Rồi tiếp tục nữa là đọc không giống như âm ha, đọc không giống như âm ha. Ứng nghe ngọc mù, ứng nghe ngọc mù, ứng nghe ngọc mù xì can thì ta đâm này ta ứng nghe ngọc mù, à, ứng ứng ư nên đấy các bạn, ư nên đấy. À, người ta không đọc là ứng hen, chúng ta hắc hen, mà chúng ta đọc là họ đọc là ứng nên, ứng nên, các bạn để ý ha. Người ta đọc nhanh lên, họ đọc từ từ, họ đọc là ưng và hen. Nếu mà đọc nhanh chỗ này thì thằng này nó bị lấp đi nè, tại vì người ta có quy tắc như thế, cho nên chỗ này người ta đọc nhanh là ưng nghe ngọc mu si ca ni, ưng nghe ngọc mu si ca ni ta đâm ni ta upon ngọc mu si ca nơ yo i áo si bự thôi cho si cả chim này thì grip to cùng cùng nhung ngọc mu si ca nơ áo si bự thôi nế si sắp xếp vườn cả chim này ta ôi chứ có kể sao ứng hẹn sau bây giờ ý nhung hòa cô sẽ phụ nào
Cái này cũng nói rồi. Sếp xì, sếp xì buồn khá giá, sếp xì buồn cả chi khá giá tâm ta. Chú ma đê, dịp chung cùng ngân hà đỡ của hôm nay ca. Ủa chú cốc cân chú ma đê, muốn nói tập xe mẹ tự kỷ lý cả. Ủa chú, dịp, dì yông nghe, chứ không phải yon hân xì. Vì sao cũng là trường hợp này. Yon là 10 đúng không các bạn? Hanh si là 11 giờ. Nhưng người ta không đọc giờ hanh si mà người ta giờ hanh si. Là tại vì đây. Thằng này liếm mà. Giờ hanh si. À. Giờ hanh si. Rồi, giờ hanh si xong chút mừng cả chi. Ý ông hanh su ổn xử mỹ đa. Ý ông anh. Ý ông anh su ổn xử mỹ đa. Chứ không có ý ông. Hăng xuống xin hăng không có từ hát nó gõ gàng ra là tại vì nguyên tắc của nó như thế à. Rồi bây giờ một người đọc lại cho cô Thủy đi, Thủy đọc lại cho cô hết phần này ha. Cô ơi, chờ em tí để em mở cửa tí đã cô. Cỡ Ok 2 phút rồi cô. 1 phút ok ạ. Rồi, đọc cho cô phần này ha. Ủa, 우체국에서는 편지나 소포 등 우편, 서비스, 예금, 송금 등 은행 업무를 함께 해줍니다. 그런데 우체국은 우편 업무 시간과 은행 업무 시간이 다릅니다. 우편 업무 시간은 9시부터 6시까지입니다. 그리고 금융 업무 시간은 9시부터 4시 30분까지입니다. 우체국에서 은행 서비스를 이용하고 싶으면 4시 30분까지 가야 됩니다. 주말에 출근은 하려고 합니까? 우체국은 주말에 문을 닫습니다. 그러니까 우체국 ATM을 이용해 보세요. 매일 오전 7시부터 오후 11시 30분까지 이용할 수 있습니다. 이용 알수 있습니다. 알. 이성 알요. 맞 mình chúng ta đừng đọc cái từ hát nó gõ vào quá. Cho hỏi liên quan. 이용할 수 네, 이용할 수 있습니다. 아, 이용할 수 있습니다. 잘했어요. Rồi phần này các bạn dịch cho cô. Xong trả lời câu hỏi cho cô. À, phần này các bạn phải dịch cho cô mới được trực tiếp dịch viết như thế nào ha. À, bây giờ cái phần cuối cùng chúng ta tìm hiểu là trang 150. Muốn nói qua trường bộ. Muốn nói, muốn nói qua trường bộ, trường bộ, trường bộ. Hàn Quốc kê chủ sở, địa chỉ của Hàn Quốc. 한국은 도로명 주소를 사용합니다. 한국은 도로명 주소를 사용합니다. Là khi địa chỉ Hàn Quốc ấy thì sử dụng cái tên đường lộ các bạn, Toro là cái tên đường lộ để làm địa chỉ cũng giống như chúng ta đấy. Giống như chúng ta là đường gì đây, Tôn Đức Thắng, đường Lý Thừa gì đó vân vân đó. Đường Võ Thị Sáu vân vân thì ở Hàn Quốc họ cũng thế, họ lấy cái tên đường để làm địa chỉ. Tô đô mà chú số nương tô đô ý đông khoa cần muôn bồn nô đô phiêu kỳ hâm nì tạ. Cái tên đường, cái địa chỉ tên đường các bạn, tên đường lộ ấy, địa chỉ mà cái tên đường lộ ấy thì là nó sẽ có cái tên của cái đường đó, đường lộ đó, và nó sẽ có biểu hiện cái con số của cái tòa nhà đó cần mừng.
cái địa chỉ Todoman Kyuso, cái địa chỉ mà cái đường lộ ấy thì gì đây, nó sẽ có tên cái đường đó giống như Việt Nam chúng ta thôi, và nó sẽ có biểu biểu thị là gì đây, con số số của cái tòa nhà đấy. Hăng cụ kê chủ số đơn xin tệ nương, khi viết địa chỉ của Hàn Quốc đấy thì tô si y đơn, các bạn viết cái tên thành phố trước, tô đô đường và